Vùng cánh thâm sạm chắc hẳn là điều mà nhiều chị em gặp phải. Nó khiến chúng ta không tự tin diện những ai từng hút mắt hay chỉ đơn giản là chiếc áo hai dây thoải mái vào những ngày hè nóng bức. Vậy thì lăn đách mờ thâm, dưỡng trắng da Angel Liquid Lutat Hyaluronic Niacinamide Fresh Gel Zorzan là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn đó. 1. Thương hiệu Ice Liquid, một thương hiệu mới đến từ Hàn Quốc, trẻ nhưng không hề non kém đâu nhé. Là một tân binh trong làng dược mỹ phẩm, nhưng ngay từ những buổi đầu, AS Liquid đã có màn chào sân khá ấn tượng. Các sản phẩm thuộc thương hiệu này liên tục phá đảo top best seller và được phái đẹp trong và ngoài nước tích cực săn lùng. Tại xứ sở kim chi, AS Liquid đã quá quen với các chị em nhờ những ưu điểm vượt trội như dễ sử dụng, hiệu quả nhanh, lành tính. Mặc dù phụ nữ Hàn Quốc vốn nổi tiếng khó tính trong việc lựa chọn mỹ phẩm, nhưng trên nhiều diễn đàn làm đẹp, các dòng sản phẩm của hãng này luôn nhận được những phản hồi tích cực đến từ khách hàng. Thậm chí, người ta còn ưu ái gọi đây là thương hiệu mỹ phẩm chất lượng cao cấp, giá thành bình dân. 2. Thiết kế. Bao bì được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình khi ra ngoài. Họa tiết chai mang phong cách Hàn Quốc rất đáng yêu. 3. Thành phần. Sản phẩm có chứa các thành phần cực kỳ lành tính và không hề chứa các chất gây hại như jazan, paraben, côn, phthalate hay chất tạo màu, cùng công thức được chắt chiu rất cẩn thận. Niacinamide Lutat Hyone, hai hoạt chất nằm trong top làm trắng, trị thâm, xẻ khít lỗ chân lồng, giảm mụn. Lutat Hyone 1000 ppm có khả năng trị thâm nách và dưỡng da trắng sáng mịn màng. Trong khi đó, Niacinamide sẽ giúp bạn ngăn chặn hình thành vi khuẩn gây mùi, chế điều tiết tuyến mồ hôi vùng cánh lên đến 72 giờ. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa vitamin B1, B3, B5, chiết xuất sau má, bạc hà, hoàng cầm, đều là những thành phần tốt cho làn da. 3. Công dụng. Điều gì khiến sản phẩm này hot hit như vậy? Câu trả lời chính là những công dụng vô cùng hữu ích của nó. Khả năng xóa mờ thâm nách chỉ trong 12 ngày. Dưỡng trắng mờ thâm vùng cánh nhanh gấp 205 lần. Hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Mang lại cảm giác mát lạnh, sảng khoái, vô cùng dễ chịu. Giữ cho vùng cánh luôn khô thoáng, không nhờn dính. Khử mùi trong suốt 72 giờ liên tục. Giúp xe kín lỗ chân lông, ngăn mụn nhọt hình thành. 4. Ưu điểm. Kết cấu dạng sáp sử dụng dễ dàng, mang lại cảm giác khô thoáng, không nhờn dít mà lại rất thoải mái khi sử dụng. Chứa các thành phần an toàn, kể cả những làn da nhạy cảm nhất. Không gây vàng ố trên áo, giúp bạn thoải mái, tự tin khi diện đồ trắng. Giá cả mặc dù cao hơn mặt bằng chung, nhưng cực kỳ hợp lý so với chất lượng. Chỉ cần một lần thoa, hiệu quả khử mùi và tiết chế mồ hôi lên đến 72 giờ nên tính ra cũng cực kỳ tiết kiệm, một thỏi dùng trung bình khoảng 6 tháng. 5. Trải nghiệm cá nhân. Mình đã sử dụng lăn hỗ trợ khử mùi Lutat Hyaluronic Fresh sắp whitening được một thời gian và thấy sản phẩm này khá hữu ích đó. Chúng có thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ tiện lợi cho các bạn mang theo đi du lịch hoặc sử dụng hàng ngày. Họa tiết hóa học trên thân chai rất đặc biệt và khá thu hút, cảm giác rất đáng tin, không giống như những loại lăn khử mùi khác. Em này có kết cấu dạng sáp nhưng đặc biệt là không chứa cồn trong thành phần nên các bạn có làn da nhạy cảm cứ yên tâm mà xài nhé. 6. Các câu hỏi thường gặp. Sản phẩm này được bán tại đâu? Hiện nay, lăn Angel Liquid được rất nhiều chị em ưa chuộng nên cũng không khó để tìm mua. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng chính hãng và giá tốt nhất thì bạn nên mua tại đường link dưới video nhé. Giá bán của lăn khử mùi này là bao nhiêu? Giá của lăn khử mùi Angel Liquid khoảng 320.000 đến 350.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên, khi dùng rất tiết kiệm nên bạn có thể sử dụng trong một thời gian dài. Tính ra thì cũng không quá đắt mà hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ đó. Hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều sản phẩm tốt và những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé!